Lời nhắc nhở thân thiện, trước khi xem bộ phim này, mọi người tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì những gì bạn sắp xem sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ. Bộ phim ngày hôm nay có rất nhiều tình tiết đáng chú ý. Không xem đến cuối phim, bạn sẽ không biết được ai mới là ác quỷ thật sự. Câu chuyện bắt đầu từ người đàn ông thành đạt này. David là một kiến trúc sư nổi tiếng, người tới buổi diễn thuyết của anh lên tới hàng nghìn người, chật kín chỗ ngồi. Diễn thuyết xong phải lập tức lên máy bay để tới địa điểm diễn thuyết tiếp theo. Nhưng không có sự cố nào xảy ra, thì làm sao có chuyện để nói. Vì vậy đã xảy ra sự cố, mưa lớn dẫn tới tắc đường. Trong lúc đang dừng đèn đỏ, một cô gái gõ vào kính xe ô tô, nói rằng cô cũng đang muốn đi tới sân bay, có thể cho cô đi nhờ một đoạn được không? David tốt bụng liền mở cửa cho cô gái lên xe. Cô gái rất khéo ăn nói, lên xe liền không ngừng nói chuyện, tán gẫu một hồi. Cô phát hiện bản thân quên hành lý ở bên đường, liền cầu xin David đưa cô quay lại để lấy. Nhưng máy bay chỉ còn 30 phút nữa là cất cánh rồi, David vô cùng khó xử. Nhưng cô ấy đứng ngồi không yên. Thấy vậy, David đành phải đưa cô quay trở lại để lấy hành lý. Lúc mà hai người họ tới sân bay, máy bay đã cất cánh rồi, chỉ có thể chờ chuyến sau. Vì thời gian còn nhiều, nên David bắt đầu đi loanh quanh, nhìn thấy mô hình của sân bay, anh bất giác cười một cái. Chính anh là người đã giám sát và thiết kế sân bay này. Nhưng bỗng nhiên, anh phát hiện một vết máu ở bên trong mô hình, nhìn lâu có chút cay mắt rồi. Thế là David liền rời đi. Anh ngồi xem phản hồi của buổi diễn thuyết hôm nay, ảnh cũng không tệ, mình trông cũng đẹp trai, bình luận cũng khá tích cực, một đánh một sao đập vào mắt anh. David theo chủ nghĩa hoàn hảo thấy vậy không thể chịu nổi, trực tiếp xóa bình luận đi là xong. Điều anh không mong đợi đã xảy ra sau đó, cô gái đi nhờ xe trực tiếp đi tới trước mặt David và muốn nói chuyện phiếm với anh. David không muốn nghe, còn nhìn cô gái với ánh mắt biểu thị hãy để cho tôi yên. Nhưng cô gái không hề để ý tới điều đó, liền trực tiếp bắt đầu kể câu chuyện của bản thân. Bây giờ không muốn nghe cũng phải nghe, nhưng anh nhất định không thể ngờ rằng hai câu chuyện này khiến anh cả đời cũng thể nào quên. Đồng thời lúc đó, vết máu ở trong mô hình lan rộng ra. Câu chuyện thứ nhất bắt đầu, nó hơi hồi tưởng, nếu phiền bạn có thể bỏ qua đoạn này. Lúc cô gái 10 tuổi, mẹ của cô tái giá. Cô sống cùng cha dượng và ba con mèo, do gia cảnh khó khăn, không được ăn các món ăn ngon, thậm chí đến cả bữa cơm bình thường cũng bị trộn lẫn với mùi tanh, khiến cô không ăn được, toàn lén vứt cho mèo ăn. Cha dượng thấy vậy, liền đứng dậy tát cho cô một cái, phạt cô phải lấy thức ăn cho mèo, cô phải trộn thức ăn dành riêng cho mèo với đồ ăn thừa lại với nhau. Bạn có biết cảm giác thế nào không? Vừa dính dính lại vừa có mùi, cảm giác vừa trộn vừa thấy buồn nôn. Cho đến một ngày, cô bé cảm thấy không chịu được nữa, cô bỗng nhiên lấy thức ăn của mèo và liền ăn chúng. David đặt mạnh cái cốc xuống bàn, anh không muốn nghe tiếp nữa, anh cho rằng cô gái này hình như có vấn đề, khuyên cô đến gặp bác sĩ tâm lý. Nói xong liền rời đi. Nhưng muốn đi đâu có dễ dàng như vậy. David đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh, cô gái lại tình cờ bước vào rồi ngồi trên toilet. Điều quan trọng là cô ấy không đóng cửa. David biết được cô gái đang nhắm tới mình, anh nhanh chóng trốn vào buồng vệ sinh, lén hé cửa ra xem, cô gái thậm chí còn đang đánh răng. David lại nhanh chóng đóng cửa lại, trong lòng nghĩ rằng cô gái này không lẽ điên rồi. Nhưng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ma sát của một vật sắc nhọn, tiếp sau đó chân của cô gái càng ngày càng tới gần, sau đó là tiếng sắt cửa, liền kề dao xuống đất và kéo một đường, sau đó rời đi. Lúc David đi qua mô hình sân bay, vết máu lại lan rộng thêm một chút. Đáng tiếc là không có ai chú ý tới điều này. David đang ngồi trên sofa, lại nhìn thấy cô gái đang đi tới phía mình, quả là phiền phức mà. David quyết định đeo tai nghe vào để không phải tiếp chuyện với cô gái. Quả nhiên nghe nhạc vẫn thấy thư giãn hơn nhiều. Cô gái thấy lời nói không có tác dụng, liền dùng hành động trực tiếp hát hò nhảy múa trước mặt anh. Nhìn thấy cô gái đang làm những hành động điên rồ trước mắt, khiến cho David không chịu nổi, liền tháo tai nghe ra. Tôi đã sắp 50 tuổi rồi, tôi có vợ rồi, tiếp cận tôi chỉ khiến cô bị tổn thương mà thôi. Nhưng cô gái lại cười lớn, ông chú đang nghĩ gì vậy, tôi chỉ là muốn nói chuyện thôi. Sau đó liền kể tiếp câu chuyện thứ hai. Cô bé sau khi không chịu nổi sự bạo hành của cha dượng, liền bỏ nhà ra đi, nhưng không ngờ đã gặp Anna ở đó. Đó là một người phụ nữ đầy tâm sự, đang cầm một cái ô giấy đi bộ trên con đường nhỏ của nghĩa trang. Cô bé đã bị thu hút bởi người phụ nữ này, liền đi theo. Anna sau khi phát hiện ra, cảm thấy có gì đó không ổn, liền vứt ô rồi bỏ chạy, vốn tưởng đã cắt đuôi được cô bé, nhưng không ngờ cô bé lại đột nhiên xuất hiện, dùng đá đập vào đầu khiến Anna bất tỉnh, sau đó kéo cô vào ngôi mộ gần đó, lấy dao ra và bắt đầu ra tay. Không ngờ có một đôi chân chạy vụt qua, khiến cô bất giác trốn vào một góc để quan sát, thấy họ đã chạy đi xa, cô bé cười một cách điên cuồng. Lúc này, Anna cũng đã tỉnh, nhưng cô vẫn chọn cách nhắm mắt lại. Ngay khi cô gái ngồi xuống, muốn tiếp tục bạo lực, Anna liền đẩy mạnh cô bé ra, rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô bé vẫn không từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm Anna. Cô bé tìm khắp mọi nẻo đường trong thành phố, mọi ngóc ngách và quán ăn. 2 năm trôi qua vẫn chưa có manh mối gì, cô chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Không ngờ, ông trời như giúp cô một tay vậy. Sau 2 năm, cô ở trong quán ăn nhìn thấy Anna đang đứng ngoài cửa. Đúng là không phí công sức tìm kiếm suốt 2 năm qua, cô liền bám theo Anna. Sau đó đi ngang qua Anna và gọi cô ấy lại. Anna rõ ràng đã quên mất cô bé, còn nhận nhầm cô bé là vợ của bạn chồng. Cô bé cũng thuận nước đẩy thuyền, hai người nói với nhau vài câu, liền hẹn chiều mai cùng nhau đi uống trà. Lúc này Anna vẫn không biết rằng cô đang cận kề với cái chết, chỉ còn chưa đến 20 giờ nữa. Cô bé lúc này cực kỳ hưng phấn. Ở buổi hẹn ngày hôm sau, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, khiến cho cô bé cười rất sảng khoái. Không ai mong đợi nụ cười này sẽ xuất hiện. Đừng tùy tiện cười lớn, bởi vì bạn trưởng thành trông như thế nào, người khác sẽ không thể nhận ra. Nhưng điệu cười đặc biệt sẽ khiến người khác không thể nào quên được. Ví dụ như cười kiểu này. Anna nhận ra cô bé đang cười điên dại này chính là cô bé 2 năm trước muốn bạo hành cô. Anna vô cùng sợ hãi, muốn đuổi cô bé đi. Không ngờ cô bé lại tiến đến và muốn ôm cô. Anna từ chối và muốn chạy thoát khỏi đây. Cô bé liền lao tới và đâm Anna một nhát. Đáng cười hơn là không ai nhìn thấy cô bé đi vào phòng. Cô bé cũng không để lại dấu vân tay.
David sau khi nghe đến đây, liền nghĩ là cô gái đang bịa chuyện để nói. Ai ngờ đến khi cô gái nói ra danh tính của Anna, David mới cảm thấy hoảng hốt. Hóa ra Anna trong câu chuyện của cô gái lại chính là vợ của anh. Cô gái này đã giết vợ của anh. Nhưng David không báo cảnh sát mà chọn cách rời đi. Anh cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Vừa mới trốn vào nhà vệ sinh, cô gái cũng đi theo vào. David cho rằng có người đã ở phía sau xúi giục cô gái, vì vợ của anh đã mất tích cách đây 20 năm rồi, làm sao có thể gặp cô ấy được. Anh đập đầu cô gái vào chiếc gương ở bên cạnh, muốn cô gái nói ra chân tướng sự việc. Nhưng lúc này, thời gian lên máy bay đã tới. Bộ phận phát thanh ở sân bay đã gọi tên David, biết được cô gái cùng chuyến bay với mình. Hai người đồng ý lên máy bay rồi nói chuyện. David vội vàng lên máy bay, không ngờ là cửa máy bay đã đóng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô gái đâu. David đứng ngồi không yên, anh liền xuống máy bay để tìm cô gái. Chỉ là không thể ngờ, phiền phức lại xảy ra. Anh muốn cô gái nói cho mình biết chân tướng sự việc, nhưng lần này cô gái muốn David chia sẻ câu chuyện của bản thân cho cô, sau đó cô sẽ nói cho anh biết sự thật. David chỉ có thể đồng ý. 20 năm trước, anh và Anna đã kết hôn được 4 năm. Hai người chuyển tới một căn nhà mới, không ngờ căn nhà càng ngày càng lớn, thì tình cảm lại càng ngày càng nhạt phai, không chỉ thường xuyên cãi vã, thậm chí còn ngủ riêng. David dùng công việc để khỏa lấp đi chuyện đó, anh bắt đầu cống hiến hết mình cho việc xây dựng sân bay. Vài tháng sau, anh tới tìm Anna để làm hòa, không ngờ Anna lại cự tuyệt anh. Từ sau hôm đó, Anna đột nhiên mất tích. David đi tìm cô ấy, mới phát hiện cô đã mang thai, vì vậy anh đã tìm cô suốt 20 năm qua, mà David liên tưởng tới tất cả những gì cô gái nói, đoán rằng cô chính là con gái của mình. Cô gái không phản hồi tích cực, mà ngược lại chỉ nói với anh rằng, dưới một góc độ nào đó, đúng vậy, tôi cứ xem như là con gái của anh. Tiếp sau đó, cô đẩy David một cái, anh lập tức quay trở lại máy bay. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vừa mới giây trước vẫn còn ở sảnh sân bay, mà giây tiếp theo lại đã ở trên máy bay, mà cô gái cũng đang ngồi ở gần đó. David lúc này mới ý thức được, cô gái có thể không hề tồn tại. Anh yêu cầu tiếp viên lấy cho anh một tách cà phê. Quả nhiên dù cô gái có gào thét như thế nào, cũng không có ai nghe thấy. Quay lại cảnh lúc, David giữ vai đẩy cô gái, đập đầu làm vỡ tấm gương. Thực ra đó chỉ là David tự tay đấm vào vỡ tấm kính ấy, chứ không hề có hình bóng của cô gái nào cả. Thì ra cô gái cá tính bạo lực đó, và tất cả câu chuyện mà cô gái kể lại là câu chuyện của chính anh. David không dám thừa nhận, liền trốn vào nhà vệ sinh. Cô gái sau đó cũng xuất hiện, chân tướng cũng được phanh phui. Sau khi David bị Anna cự tuyệt, vô cùng tức giận, liền lấy dao đâm chết Anna, sau đó ném thi thể của cô xuống hố bê tông ở công trường đang thi công làm sân bay. Bởi vì ở đây sẽ không ai nghi ngờ dấu vân tay của David, vì vậy anh lấy cớ là vợ biến mất để ngụy trang suốt 20 năm qua. Lúc này, rất nhiều bê tông được đổ vào nhà vệ sinh. David trong giây lát muốn thú nhận, nhưng lời nói dối hoàn hảo đã tồn tại suốt 20 năm qua mà không bị ai phát hiện, bây giờ cũng không cho phép ai phát hiện. David liền bóc cổ cô gái mang nhân cách thứ hai của bản thân và dìm chết trong bê tông. Sau đó tự thôi miên bản thân, tôi không giết vợ cùng mình, tôi không làm vậy, tôi không giết vợ mình. Sau khi bước ra, David đã thay đổi nét mặt, sẽ không ai biết được nguyên nhân cái chết của vợ anh, mà anh cũng sẽ không nhớ về điều đó nữa. Trong phim, nhân cách thứ hai của nam chính được cố tình thiết kế thành nhân vật nữ, chính là thủ thuật để che mắt khán giả. Thật thú vị khi cuối cùng nó cũng được giải mã, khiến cho mọi người bùng nổ cảm xúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.